Trong ngày thi đấu thứ tư của vòng khởi động, Gam có cuộc đối đầu sinh tử với Lao, nhà vô địch CBLOL. Đội tuyển nào thua sẽ chính thức kết thúc hành trình của mình tại MSA 2024 trong ván đầu tiên. Lao là đội nhỉnh hơn trong giai đoạn đầu nhờ vào những điểm hạ gục do bộ ba Senna, Lee Sin và On đem về. Càng đến nửa sau của ván đấu, họ càng có thêm nhiều lợi thế nhờ vào những mục tiêu lớn từ trụ rồng nguyên tố cho đến lượng vàng cách biệt. Phút 20 Gam có pha giao tranh thành công và kéo lại khoảng cách giữa hai đội. Nhưng ngay sau đó một phút, Lao đã bỏ túi con Baron và tiếp tục vươn lên dẫn trước Gam. Cuối cùng Gam gục ngã trong pha giao tranh trong nhà mình ở phút 26 và để Lao kết thúc ván 1 một cách thuyết phục. Ở ván tiếp theo, hai đội tiếp tục va chạm ở thời điểm khá sớm và liên tục lấy về những lớp giáp trụ của nhau. Nhưng trong pha giao tranh dài hơi ở phút 15, Lao đã có pha phản công mạnh mẽ khiến Gam để lại rất nhiều điểm hạ gục. Đến pha giao tranh quan trọng phút thứ 18, Gam không những giành về hàng loạt điểm hạ gục mà còn bỏ túi cả sứ giả khe nước. Phút 21, Gam gục ngã trong pha giao tranh đường giữa và đánh mất luôn cả con Baron. Lợi thế này giúp Lao lấy về hai trụ đường giữa và khá nhiều điểm hạ gục. Hai bên tiếp tục giằng co cho đến phút 39. Với bù lợi Baron, Gam đã tràn thẳng vào đường giữa và kết thúc ván 2 một cách thuyết phục. Trong ván 3, Gam liên tục giành về những điểm hạ gục ở đầu ván nhờ vào Lee Sin của Levi. Tiếp đến, Gam liên tiếp giành về thắng lợi trong những pha giao tranh quan trọng. Đến con rồng nguyên tố thứ 3 của ván đấu, dù mất rồng nhưng Gam thắng giao tranh và còn giành luôn cả con Baron ở thời điểm rất sớm. Phút 32, Gam tiếp tục có pha giao tranh thành công, đem về cả linh hồn rồng nước và con Baron. Cuối cùng với chênh lệch khổng lồ ở phút 36, đại diện Việt Nam hủy diệt Lào và giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Gam sẽ đi tiếp tại vòng khởi động và đối đầu với đối thủ vừa gặp trước đó là Fnatic. Trong trận đấu tại nhánh thua, PSG Talent đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại nhà vô địch khu vực Nam Mỹ là Astra. Đáng chú ý, tuyển thủ đi rừng Junjie của PSG chỉ bị hạ gục một lần trong cả hai ván đấu, góp công lớn giúp đội loại Astra khỏi MSI. Trong ván đầu tiên, PSG chơi đội xanh và sử dụng đội hình giao tranh tổng với Wukong cùng bộ đôi Varus Galio. Trong khi đó, Astra ưu tiên áp đảo đi đường khi chọn Renekton đường trên cùng với Kalista và Nico. Trong giai đoạn đầu, PSG đi đường tốt hơn, qua đó tạo được chênh lệch hơn 1.000 tiền. Tới giai đoạn giữa, PSG liên tục đẩy trụ và gia tăng khoảng cách với Astra thành 4.000 tiền. Sau đó, PSG liên tục thắng giao tranh trước Astra nhưng không thể giành được Baron. Và tới phút 30, PSG thắng giao tranh quan trọng tại hang rồng, qua đó ăn thành công Baron. Lúc này họ đã hơn Astra tới 11.000 tiền. Và dù rất cố gắng chống trả nhưng đại diện của LLA vẫn phải nhận thất bại sau đó 2 phút. Trong ván 2, Astra qua đội xanh và hai đội đều ưu tiên tấn công mạnh với bộ đôi Xin Zhao Talia của Astra và Wukong Auri của PSG. PSG áp đảo hoàn toàn Astra đầu trận khi Junjie giành tới 6 điểm hạ gục sau 12 phút. Đến giữa trận, PSG đẩy mạnh lợi thế và tạo chênh lệch tới 10.000 tiền chỉ sau 18 phút. 2 phút sau, PSG thắng giao tranh ở đường giữa, tạo cú quét sạch và dễ dàng ăn Baron. Tận dụng bù lợi, PSG đẩy thẳng đường giữa và đường dưới của Astra để kết thúc trận đấu ở phút 23. Với thất bại này, Astra chính thức là đội đầu tiên bị loại khỏi MSI. Trong khi đó, nhà vô địch PCS sẽ đối đầu với FlyQuest ở trận quyết định còn lại của nhánh A tiến vào vòng phân nhánh. Trong thời điểm hiện tại, khán giả VCS và cộng đồng nói chung đang háo hức theo dõi những diễn biến của MSI 2024. Giải đấu năm nay dự kiến vô cùng hấp dẫn và cho đến thời điểm này, nhận định đó vẫn đang chính xác. Tuy nhiên có một vấn đề đang tồn động mà chỉ cần có thông tin nào xuất hiện sẽ ngay lập tức được khán giả VCS săn đón. Đó chính là dàn xếp tỷ số tiêu cực đã đè nặng lên Liên minh Việt Nam suốt thời gian cuối vòng bảng mùa xuân cho đến nay. Và mới đây đã có một số thông tin được cập nhật trong cộng đồng. Theo đó, trên một số diễn đàn, Glory, thành viên của đội tuyển từng tham dự ASEAN trong năm 2023, sẽ chính thức bay màu. Trước đó, tuyển thủ này cũng được cho biết sẽ rời đội hình chính của Teamwell. Theo thông tin lúc đó, anh và người đồng đội BJ không hoàn toàn rời đội mà chỉ là tạm nghỉ thi đấu để phục vụ công tác điều tra. Thế nhưng với thông tin mới nhất, nếu như được xác thực, có thể tuyển thủ này đã thực sự nhúng chàm. Nếu điều đó là sự thật, đây sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc cho Liên minh Huyền thoại Việt Nam. Bởi lẽ từ khi bắt đầu tỏa sáng trong màu áo của Percent cho đến nay, Glory luôn được xem là một trong những đường giữa hàng đầu VCS. Lối đánh của anh chú trọng vào tài nguyên và chỉ số lính nên nhiều người còn ví Glory như là Jovi Việt Nam. Đặc biệt tại kỳ ASEAN vừa qua, Glory còn được chọn đánh chính nhiều hơn so với người đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm hơn là Katy. Chưa kể Overwatch 2023 cùng với Teamwell, anh đã có những màn thể hiện ấn tượng trước Team VDS và Flying Oyster. Mặc dù vậy, khán giả cũng nên bình tĩnh và cân nhắc trước những luồng thông tin chưa được xác thực. Hơn nữa, khi Riot và ban tổ chức chưa thông báo, Glory vẫn trong sạch và có thể mọi chuyện chỉ là tin đồn. Người hâm mộ cần tránh có những hành động quá khích nhằm ảnh hưởng đến những tuyển thủ và cả đội tuyển của họ. Mới năm trước, T1 một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử khi vô địch thế giới, ngay lần đầu tiên được đánh trên sân nhà Hàn Quốc và khiến cho các fan háo hức chờ đón bộ skin thế giới thứ tư cho cả đội tuyển. Ngôi sao đi rừng Honor đã chọn Lee Sin làm tướng trang phục thế giới đầu tiên của mình.
Nhưng về lịch sử thì đây không phải là lần đầu tiên mà một tuyển thủ T1 có sự lựa chọn này. 10 năm trước, vào đúng năm 2013, SKT T1 có cho mình chức vô địch đầu tiên. Và Benji đã lựa chọn vị tướng rất mạnh thời đó là Lee Sin, làm gương mặt đại diện vĩnh viễn của mình trong Liên minh huyền thoại. Trong một cuộc phỏng vấn với Dot Esports giữa lúc giải đấu MSI đang diễn ra, Honor chia sẻ rằng anh muốn làm một điều gì đó đặc biệt với trang phục thế giới của mình. Điều gì đó có thể sẽ khiến người hâm mộ cảm thấy hoài niệm về huyền thoại cũ của đội tuyển. Các tuyển thủ khi thiết kế skin vô địch riêng mình có thể gửi một số hoạt ảnh hay ý tưởng cho team thiết kế để nhờ họ đưa vào game. Honor cho biết khi làm hoạt cảnh độc quyền của trang phục của mình, anh có ý tưởng đã để skin Lee Sin của mình sẽ đá skin Lee Sin của Benji ra nhằm mục đích truyền tải thông điệp rằng xua cũ đổi mới. Hiện tại thì Honor vẫn đang chờ xem Riot có duyệt ý tưởng đó hay không. Và rất có thể đây chỉ là một trong nhiều ý tưởng mà một người chơi có thể đưa ra trước khi đội thiết kế chốt lựa chọn cuối cùng. Lee Sin Benji đã sánh vai cùng các trang phục mang tính biểu tượng khác như Z-Faker hay Jax Impact, đại diện cho sự khởi đầu, thống trị liên minh huyền thoại của triều đại SKT, rồi T1 sau này. Nhưng đã đến lúc thế hệ mới loại bỏ thế hệ cũ theo đúng nghĩa đen, và đó có thể là ý nghĩa chính mà Honor nhắm đến. Nhiều người cho rằng có thể để skin mới đá skin cũ đi thì hơi thiếu tôn trọng Benji, người đã có thời gian tương đối lâu dài cùng đội hình T1 hiện tại khi anh làm huấn luyện viên một thời gian, chưa kể đến việc có thể anh cũng góp phần không ít trong sự tiến bộ của Honor tại Worlds vừa rồi. Rất có thể Honor đã hỏi ý kiến và được Benji chấp thuận trước khi gửi ý tưởng của mình đến Riot. Vẫn chưa có tin tức hay thông báo chính thức nào về thời điểm các Skin Worlds 2023 sẽ được phát hành, mặc dù nhiều người suy đoán rằng trang phục Horn of Legends của Faker có thể xuất hiện trước loạt trang phục này.